chào quý vị và các bạn và các bác đam mê audio trên toàn quốc. Những bác lần đầu tiên xem kênh YouTube của em thì xin các bác hãy nhấn nút đăng ký và bấm chuông theo dõi để nhận được những video sớm nhất và đầy đủ nhất những sản phẩm hàng bãi bên em đang cung cấp cập nhật hàng ngày. Và sau đây em xin giới thiệu với các bác một đôi loa cực kỳ hay và chất trong cái tầm tiền. Và dòng loa này nó là một dòng loa cổ các bác. Và đây là tên dòng loa là Diatone DS38. Và dòng Diatone này nó là một dòng loa cổ và mỗi một thùng của nó nặng đến 24 kg, cực kỳ nặng. Và đôi loa này nó là một dòng loa bát nặng, cực kỳ nặng các bác. Bát của nó nặng và cái tiếng bát nó đánh như động đất, như bom nổ. Những bác nào mà không ưa bát thì không thể nào nghe đôi loa này, bởi vì đánh bát nó rất là lực, nó còn hơn cả súp ý các bác. Và đó là cái ưu điểm của đôi loa này và cũng là nhược điểm của nó. Những bác nào mà thích tiếng bát uy lực mạnh mẽ, đánh như bom nổ thì phải chơi con loa này. Dòng loa này là dòng đáp ứng nhu cầu cực kỳ tốt cho những bác thích tiếng bát. Con này nó mới mở nhạc DJ thì các bác phải hiểu là nó đánh còn hơn cả vũ trường. Và là sử dụng một con tép đôm, tép kèn đôm. Nó thiết kế như tép kèn nhưng mà nó lại để kiểu tép đôm và không có cái kèn. Nên là tiếng tép rất là róc rách và chi tiết, khỏe. Và một con trung 14, trung giấy 14, rất là ấm áp, tiếng trung ấm áp. Mà con bát của nó mới là điều em muốn nói. Con bát 32, gân lụa tẩm dầu các bác hiểu là nó bền bỉ và đánh nó dã man thế nào. Gân béo, còn gân nó còn béo nữa, nên là tiếng bát của nó rất nặng và sâu, nó chắc lịch luôn các bác. Và dòng loa này nó được sản xuất vào những năm 1973. Đây là dòng loa cổ. Đây là cái căng của nó đây các bác. Cái căng của nó đây, Diatone đây các bác. Đấy, cái căng của nó đây. Rất là cái căng, rất là đời, rất là cổ. Thì cái căng cái thứ gì vẫn còn đẹp, nhưng mà nó chỉ bị bục một tí đây thôi. Cái này chúng ta có thể, nói chung là theo năm tháng không vấn đề gì cả, nhưng mà cái này chúng ta có thể bọc lại được. Nhưng bác nào thích nguyên bản thì nói chung cái e căng này, cái phần xương khung của nó rất là đẹp đây các bác. Đôi loa này cực kỳ đẹp, mỗi cái e căng nó chỉ bị do vận chuyển nó bị rách cái một chút thôi, nói chung không ảnh hưởng gì đến cái độ đẹp của loa cả. Chúng ta có thể đi bọc lại, vẫn mất vài chục nghìn là xong. Và đôi loa này thùng vách cực kỳ đẹp với các bác. Em chưa vệ sinh các bác nhé, em về hàng này em muốn quay các bác xem luôn. Các bác xem đây. Bát rất là nặng được các bác. Gân béo mà còn lụa tẩm dầu, rất là bền bỉ với thời gian. Và cái tiếng bát của nó cho ra rất là nặng. Cái cục bát, các bác nhìn thấy cái nón của bát nó to gần bằng bát luôn, cực kỳ khủng khiếp. Đây là cái dầu của nó đây. Con này nó, mặt trước của nó bằng da các bác nhé. Cái mặt này bằng da các bác. Rất là đẹp các bác, đẹp không tì vết luôn. Rất là nặng và đẹp. Và đôi loa này nó phù hợp bác nào mà thích nghe theo kiểu như những dòng loa S90D các bác. Cái chất âm của nó như những dòng loa S90D, rất là nặng bát, đánh rất là kinh khủng các bác ạ. Nghe những bài liên khúc như vậy thì nghe những đôi loa này rất là sướng. Và dòng loa này em xin nói trước là cái ưu điểm của nó là bát rất là nặng các bác. Bát rất là kinh khủng khiếp.
nó đánh còn hơn cả súp các bác ạ. Những cái dòng súp không thể theo bát được nó luôn. Bát nó rất là kinh khủng. Bác nào mà thích cái tiếng bát mà nó uy lực, nó mạnh bạo, cảm giác như mở là giật này thì các bác, thì các bác phải chơi con dòng này. Và con này nó có hai cái vi tinh chỉnh này để cho các bác tùy theo gu nghe nhạc. Có những người thích ấm áp, trung ấm áp thì nó có thể vặn lên thêm trung. Và những người thích tiếng trung nó thanh mảnh thì có thể vặn bỏ bớt. Vi tinh chỉnh trung và thép, nó tạch tạch rất là xịn các bác. Riêng cái dòng loa này, cái đời này, cái đời DS38 này, cái nút tinh chỉnh của nó rất là đẹp các bác. Đây các bác, đẹp nhất trong các dòng DS luôn. Và nó vặn tạch tạch rất là sướng các bác. Mặt phay nhôm, đây chỗ này là logo phay nhôm các bác. Rất là đẹp, đẹp mỹ mãn các bác ạ. Tép nó đây, nghe rất là sướng các bác. Tép được bảo vệ của một lớp lưới, rất bền bỉ với thời gian, không bao giờ sợ hỏng hay là sợ nó lão hóa, bởi vì dòng này rất là sang trọng, nó là dòng loa cao cấp ngày xưa mà các bác. Và em xin báo giá luôn các bác, những bác nào mà thích những cái dòng loa này đánh bát nặng như vậy thì mà độ nhạy con này nó cao các bác nhá, bát nặng gân béo nhưng độ nhạy nó cao, cao nhất trong những dòng diatone luôn, nên tiếng bát rất sướng. Các bác có thể đeo tai nghe để cảm nhận. Và em xin báo giá con này, bên em đang bán cho các bác là giá là 6.500.000 đồng. Tình trạng đẹp như vậy, thùng vách cực kỳ đẹp, mỗi thùng của nó nặng 24 kg, hai con này cộng lại là nửa tạ đấy các bác, cực kỳ nặng. Nặng, nó nặng như thế nào thì cái tiếng bát nó nặng như vậy các bác. Nhưng mà tiếng bát nó nặng nhưng mà nghe sướng các bác ạ. Em, cái gu của em là hợp với cái dòng loa này, bát phải nặng như vậy nghe phải sướng. Và trung và tép rất là rõ ràng. Những cái dòng, khi mà nghe những cái dòng loa này rồi thì chúng ta nghe những dòng loa khác thì chúng ta không thấy ngọt tai nữa. Bởi vì tiếng bát con này nó rất là lịnh tai, đánh rất nặng các bác ạ. Em chưa bật no-note ở trên âm ly đâu. Và bây giờ em xin dừng video tại đây. Bác nào có nhu cầu mua đôi loa này hay những dòng loa bãi, nghe nhạc, karaoke, BMB hay những dòng loa full Anh Quốc, Mỹ thì bên em đều cung cấp cả. Những dòng súp như vậy cũng có các bác. Những dòng súp bên em cũng có rất nhiều, những dòng súp 40. Và em xin nhắc lại số điện thoại của em là 098-119-3686. Em giao hàng toàn quốc. Những bác nào lần đầu tiên xem những video kênh của kênh em thì các bác hãy nhấn nút đăng ký để nhận được những kinh nghiệm và những chia sẻ cũng như là các thiết bị audio hàng bãi bên em cung cấp cập nhật hàng ngày. Và em xin dừng video tại đây. Đôi loa có giá 6.500.000 các bác nhé. Bác nào nhanh tay điện thoại cho em, rất là đẹp, sản xuất năm 1973, Made in Japan, Diatone. Tiếng bát đánh như bom nổ các bác ạ. Ngày xuân ấm êm.